chúng ta bắt đầu vào bài số 7 phần số 3 Kitaga Tashi Kyoseo tắt đi rồi thử bật lại xem chúng ta xem hắc số mục tiêu bài hôm nay từ vựng bài hôm nay chúng ta sẽ học về cô trang qua suri tức là cô trang là hỏng hóc qua là và sorry là sửa chữa hỏng và sửa chữa ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta có động từ đi với at taga tức là ngay sau khi kết thúc hành động gì đó chúng ta thực hiện ngay hành động khác tiếp theo tính từ đi với n hoặc in teto động từ đi với in teto danh từ đi với in teto cho dù là thực hiện những cái này nhưng nói một chúng ta muốn chơi sang hoang xuân miêng chúng ta nói về cái giải thích về cái hoàn cảnh xảy ra vấn đề ngữ pháp và biểu hiện số 2 động từ đi với Tony động từ đi với Turokata cái này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm Baragi -i nói hai Suri chân Haki cái này chúng ta là đề nghị sửa chữa thì chúng ta làm như thế nào chúng ta sẽ vào phần số 2 tức kỳ phúc saki kỳ khu trang nghe thế ăn theo kỳ chúng ta sẽ nghe một cái đoạn hội thoại về cái hỏng hóc của máy phúc tức là máy photo su đi xin dân hà chân hoa kỳ chúng ta nghe đoạn hội thoại yêu cầu sửa chữa tiếp theo phần ý kỳ đọc setaki sayung sơn miêng sơ kỳ là chúng ta đọc một cái hướng dẫn sử dụng máy giặt setaki bun hoa sanjek phần văn hóa chúng ta có xin chê quan liên quan dung phiêu huyền là những cái biểu hiện liên quan đến cơ thể Ý quán ngữ biểu hiện liên quan đến cơ thể tiếp theo phát âm phát âm wedoe pukiwa phát âm đây là cái phát âm và cái biểu hiện của cái ngôn ngữ mượn bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết từng phần đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng ơ huy đầu tiên trong phần từ vựng này từ vựng chúng ta có Chesuka <laughs> Olta Đây là rau bị đóng băng han Sodika Nata Tức là có một những cái tiếng động lạ Chungika <laughs> Kalita Đây là bị mắc giấy Chonoka <laughs> Kulkita Điện thoại là bị ngắt Hoa Meni Annauta Là không ra màn hình Thanh sugar ăn tùy tức là giặt không được. Ondo cho cho nĩ ăn không điều khiển nhiệt độ được. Ech trưng y đa tức là vỡ, bị vỡ màn hình. Ech trưng y bị vỡ màn hình. Thì chúng ta có những cái tai nạn này xảy ra, thì chúng ta sẽ Tìm hiểu thêm những cách khắc phục. Tiếp theo, đây là phần từ vựng chúng ta cùng nhau đọc lại. Chế số gá ớt tà. Ý sáng ăn số đi <laughs> gá nà tà. Chống ý gá cờ ly tà. Chế X chương lý Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. Kho 난 y dan là những lý do mà sinh ra hỏng học. Buree patirida, 땅에 떨어뜨리다 tiri Sutta 먼지가 끼다 đây là những cái vấn đề về hỏng hóc đầu tiên là chúng ta có từ vựng đó là mure patrida đây là rơi xuống nước tangi tơ đây là rơi xuống đất dung rusur đây là à, bị à, nước trái cây đổ vào bị nước bị dính nước trái cây bơn kita tức là bị phủ, phủ bụi bị bụi phủ lên đấy là những cái lý do mà có thể là sinh ra là hỏng hóc bên dưới chúng ta có thêm một số từ vựng chân luôn luôn là công tác nguồn cứ ta là tắt, khio ta cứ ta, sốt đây là nước máy, thư ta là mở, chắm cư ta là khóa, si tông ấn si tông là cái việc khởi động, cờl ta tức là bật việc khởi động đó, si tông ấn cứ ta là tắt khởi động plugger plugger là cái ổ cái là cái phích cắm plugger cota là cắm phích cắm plugger peta là rút phích cắm ở đây chúng ta có các phần từ vựng đó là một số cái uh, nguyên nhân gây ra bị hỏng hóc ví dụ như là chỉ số cao những cái hỏng hóc như này xảy ra thì lý do của nó là gì? Chúng ta xem một số cái lý do. Đó là ví dụ như là rơi vào nước hoặc là rơi xuống đất hoặc là bị đổ nước trái cây vào hoặc là bị bụi phủ lên. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái một số phương pháp để ngăn chặn ví dụ như là tắt nguồn hoặc là bật nguồn điện mở hoặc là khóa cái nước máy bật hoặc tắt, khởi động. Hoặc tiếp theo là cắm hoặc là rút cái phích cắm ra. Đấy là phần từ vựng của bài hôm nay. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 1 trong phần bài học ngày hôm nay, đó là động từ đi với Đây có nghĩa là ngay sau khi hành động trước kết thúc thì hành động phía sau sẽ xảy ra. Ví dụ 휴대폰이 자꾸 kiểu cái điện thoại thỉnh thoảng hoặc là thỉnh thoảng tự nhiên lại ngắt nguồn. 그럼 끄다가 다시 켜 보세요. vậy thì hãy tắt đi rồi bật lại xem. thì chúng ta ở đây cứ đà thì cộng với taga thì thành 켜다가 끄다가 chúng ta nghe 휴대폰이 자꾸 끊겨요. 그럼 껐다가 다시 켜 보세요. 중단해 놔. 휴대폰이 자꾸 끊겨요. 그럼 껐다가 다시 켜 보세요. 왜 자택 응급법 này chúng ta có một số cái giải thích ngữ pháp như sau ngữ pháp đầu tiên chúng ta có ngữ pháp ad taga rồi nhưng rồi hãy thể hiện sự chuyển đổi sang hành động khác sau khi kết thúc một hành động nào đó chủ ngữ của vế trước và vế sau phải đồng nhất động từ của vế trước và vế sau phải có sự liên quan hoặc trái ngược với ý nghĩa của vế trước. So sánh giữa at ớt taga và taga chúng ta đã học thì hành động ở mệnh đề sau xảy ra sau khi hành động ở mệnh đề trước kết thúc. Trong khi đó taga của chúng ta hành động ở mệnh đề sau xảy ra trong khi hành động trước vẫn còn tiếp diễn là chúng ta sử dụng taga. Còn Arutaga chủ yếu sử dụng các động từ đi theo cặp. Động từ ở mệnh đề trước tương phản với động từ ở mệnh đề sau. Động từ đi với Taga thì có thể kết hợp với tất cả các động từ. Đấy là phần giải thích về ngữ pháp này. Chúng ta quay lại bài. Ở đây chúng ta tìm hiểu thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm Tôi đã đi đến nhà bạn nhưng vì bạn không có nhà nên đã quay lại. Phinjirun tôi đã viết thi, viết thư, viết thư rồi, nhưng mà ma mới ăn từ giờ, tôi nhưng mà không vừa lòng nên chicho polissoyo nên đã xé rồi vứt đi chita là xé chicho polissoyo xé rồi vứt đi khô thưng tôi đã mặc cái áo áo khoác rồi nhưng mà nó mù thư vô sơ nhưng vì rất là nóng possosoyo nên đã cởi ra rồi đây chúng ta có các động từ chúng ta cộng với at otaga chúng ta được những cái câu như uh, giáo viên đã đánh màu vàng ở đây chúng ta hiểu at otaga là gì chưa ạ sau khi kết thúc hành động phía trước rồi nhưng mà cái hành động phía sau nó không được giống như mong đợi của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc này tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2 trong phần bài này đó là động từ đi với nân tê tô tính từ đi với n tê tô danh từ đi với in tê tô cái này có nghĩa là cho dù là như thế này hoặc là cho dù nhưng chúng ta xem cái phần giải thích của ngữ pháp số 2 Ngữ pháp số 2 này, tính từ đi với n, in tê tô, danh từ đi với in tê tô, động từ đi với tê tô, mặc dù nhưng vẫn cái gì đó để biểu hiện khi xảy ra tình huống khác không dự đoán trước không liên quan với nội dung của phía trước ở dạng thì quá khứ chúng ta sử dụng dạng tính động tính từ đi với ad ớt tê, danh từ đi với yết tê tô, hoặc là yết i ớt nên Chúng ta hiểu cái này là mặc dù nhưng vẫn cái gì đó. Ở à đây chúng ta xem tiếp phần này. Đó là ví dụ. Hiểu theo phương ngữ Tắt điện thoại rồi bật lại chưa? Kiettera Tha Si. 켰는데 껐다가 다시 켰는데 또안 돼요. 이래 gì ạ? Cho dù là tắt đi bật lại rồi nhưng vẫn không được. Tiếp theo một số ví dụ khác như là Sero down hutefon ki pisandedo cho dù cái điện thoại mới mới ra rất là đắt. Achu chan palio nhưng vẫn à chú chẳng phát nhưng vẫn là bán rất tốt à kia sư nâng đề đồ, cho dù tôi rất là tiết kiệm hăng xăng, xem hoạt vì lực ạ hoạt vì mua cho dù là tôi rất là tiết kiệm nhưng mà luôn luôn nhưng vẫn luôn luôn thiếu tiền sinh hoạt phí phun miệng thì thả in đề đồ cho dù là những cái từ vựng mà tôi đã học chi tiết nếu mà muốn nói được xem các cái ăn này tức là mặc dù những từ vựng này tôi đã học rất là kỹ nhưng mà khi muốn nói thì tôi vẫn không nghĩ ra tên bichon khô trang nassau tubonina son panandero đây là khi mà TV bị hỏng cho dù sửa hai lần to hoa miên ăn thì tiếp tục là nhưng vẫn không ra màn hình tức là TV đã sửa hai lần rồi nhưng đem về nhà dùng lại tiếp tục không lên màn hình chúng ta nghe phần hội thoại này 휴대폰을 껐다가 켜봤어요? 껐다가 다시 켰는데도 안 돼요. 휴대폰을 껐다가 켜 봤어요. 껐다가 다시 켰는데도 안 돼요. <목소리> 우선 요 요즘 휴대폰이 왜 이렇지? 왜? 무슨 이상이 있어? 응. 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나 봐. 껐다가 다시 켜보지 그래? 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 껐다가 켰는데도 계속 그래 그럼 정말 고장인가 보다 수리센터에 가지고 가봐 큰 고장이면 어떡하지? 이런 건 조금만 손보면 금방 고칠 수 있을 거야 너무 걱정하지 마 chúng ta nghe l i 그 đoạn này 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 왜? 무슨 이상이 있어? 응. 어. 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나 봐. 껐다가 다시 켜보지, 그래? 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 껐다가 켰는데도 계속 그래. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리센터에 가지고 가봐. 큰 고장이면 어떡하지?

이왜이 요즘 휴대폰이 왜이렇지 왜? 무슨 이상이 있어? 왜? 무슨 이상이 있어? 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 왜? 무슨 이상이 있어? 어, 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나봐. 음. 소리가 잘안 들리고 뜬네, t i ế n 자꾸 끊겨. 뒤도하 뜬년 땄 고장 났나 봐. これ나 항고 이응 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장 났나 봐. 게다가 다시 워보지 그래. Bạn thử tắt đi rồi bật lại xem nào. Kutuga ta si kyo Kakum kwen Nếu mà tắt đi bật lại thỉnh thoáng là cũng có những trường hợp là không sao. có ta 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 껐다가 다시 켜보지 그래? 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 켰다가 다시 켰는데도 계속 그래. 저러라

vậy thì chắc là hỏng thật rồi. Suri center để trung tâm sửa chữa. tức là mang đi, mang đi mang đi đến trung tâm sửa chữa xem. Ừ, tức là mang đi, mang đi xem, mang đi đến trung tâm sửa chữa xem. vậy thì thật 센터에 가지고 가 봐. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리 센터에 가지고 가 봐. 또 bản nữ n à l 큰 고장이 나면 어떡하지? 어떡하지? 나 nếu mà xảy ra h n i n u 학 l 그럼 정말 고장인가 보다. 수리 센터에 가지고 가 봐. 고장이면 어떡하지? 큰, 고장이면 어떡하지? 큰 고장이면 어떡하지? này n ó i với bạn của mình. 이런 건 조금만 c á những cái việc như thế này. 조금만, một chút thôi, chỉ một chút thôi. 손 보면 금방 고칠 수 있을 거야. 아, 손 보면 즉 là So tay vào tức là những cái hỏng hóc này chỉ cần sửa một chút thôi cường bang của chin su sẽ sửa được ngay thôi nó mua cực chân hay gì mà đừng lo lắng quá 이런 건 조금만 손보면 금방 고칠 수 있을 거야. 너무 걱정하지 마. Chúng ta nghe lại từng câu một. 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 왜? 무슨 이상이 있어? 어. 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나봐. 껐다가 다시 켜보지, 그래. 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 껐다가 켰는데도 계속 그래. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리센터에 가지고 가봐. 큰 고장이면 어떡하지? 이런 건 조금만 손보면 금방 고칠 수 있을 거야. 너무 걱정하지 마. bây giờ chúng ta đọc theo kiểu đóng vai đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai của Steven à, tôi sẽ bấm phần nghe của Zhu Chin. 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나 봐. 껐다가 켰는데도 계속 그래. 큰 고장이면 어떡하지? chúng ta đóng vai lại vẫn là bạn nữ và chúng ta đóng vai Steven. 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 응 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나 봐. 껐다가 켰는데도 계속 그래. 큰 고장이면 어떡하지? 그 이제 유 시작! 왜? 무슨 이상이 있어? 껐다가 다시 켜보지 그래? 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리 센터에 가지고 가 봐. 이런 건 조금만 손보면 금방 고칠 수 있을 거야. 너무 걱정하지 마.

껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리센터에 가지고 가봐. 이런 건 조금만 손보면 금방 고칠 수 있을 거야. 너무 걱정하지 마. 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 왜? 무슨 이상이 있어? 어. 응. 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장 났나 봐. 껐다가 다시 켜보지 그래? 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 껐다가 켰는데도 계속 그래. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리센터에 가지고 가봐. 큰 고장이면 어떡하지? 이런 건 조금만 손보면 금방 고칠 수 있을 거야. 너무 걱정하지 마. <목소리> 요즘 휴대폰이 왜 이러지? 왜? 무슨 이상이 있어? 응. 어. 소리가 잘안 들리고 자꾸 끊겨. 고장났나 봐. 껐다가 다시 켜보지, 그래? 껐다가 다시 켜면 가끔 괜찮아질 때가 있던데. 껐다가 켰는데도 계속 그래. 그럼 정말 고장인가 보다. 수리센터에 가지고 가봐. 큰 고장이면 어떡하지? Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2, hai, Bunbubi. Trong phần sự pháp ngữ pháp ngữ pháp số 2 này, chúng ta có hai ngữ pháp. Đó là ngữ pháp thứ nhất, đó là động từ đi với động từ tính từ đi với Tony. Động từ tính từ đi với Tony thì chúng ta giải thích như sau ngữ pháp động tính từ đi với tơ có nghĩa là vậy mà thế mà mới khi nào mà hoặc nghĩa thứ hai là vì do nên nghĩa thứ ba là sau đó sử dụng khi một trạng thái ở phía sau xuất hiện có tính tương phản trái ngược với thứ mà người nói đã từng có kinh nghiệm hay đã biết trước hay đã biết trước đây ở phía trước tức là diễn tả sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại hoặc một sự việc là gì hiện tại của một sự việc một trạng thái nào đó mà người nói trực tiếp chứng kiến trực tiếp trực tiếp chứng kiến hoặc là trải nghiệm chủ ngữ thông thường là ngôi số 2 và hoặc là ngôi 3 và chủ ngữ câu văn trước sau là giống nhau trường hợp khi chủ yếu nói về tâm trạng hoặc cơ thể có thể sử dụng ngôn ngữ thứ nhất sử dụng ngôi thứ nhất về phân chia, Tony có hai ý nghĩa hẹp đã trình bày ra nhưng có thể biểu hiện ngắn gọn với Tony ở đa số thay đổi theo sự uh, qua đi của thời gian với ý nghĩa rộng hơn. ở đây chúng ta sử dụng động tính từ đi với Tony chủ yếu với vậy mà thế mà vì do nên hoặc là sau đó và chúng ta sẽ quay lại phần bài học ở đây chúng ta sẽ xem phần uh, ví dụ này để chúng ta hiểu thêm. Hút theo phonei chán tuyên tạc cô chán tuyên Anh nói rằng là điện thoại không tốt chưa, không sử dụng tốt chứ. 언제부터 그래서요? đã như thế từ bao giờ vậy? 어제까지 잘됐더니 오늘 아침부터 안 돼요. 과 n n h n g i 아까는 밖에 조용하더니 지금은 시끄럽다. thì vừa xong thì bên ngoài bên ngoài thì yên yên ắng nhưng mà bây giờ thì rất là ồn ào chúng ta có hiểu vậy mà nên sau đó tiếp theo Pika 날씨가 흐리더니 비가 오기 시작하네요. vì là trời u ám nên là mưa nên sẽ mưa sớm thôi. 동생이 열심히 공부하더니 서원대학교에 합격했어요. vì là em đã học rất là chăm chỉ nên đã đỗ trường đại học Seoul. Ai ga ai screamun mani bokdoni betani nan ku katayo. Vì là trẻ con ăn nhiều kem vì đứa bé này ăn nhiều kem nên có lẽ là sẽ có lẽ là bị đi ngoài. Mặc ta đi tôi ta đi công hạ đi hơi chúng ta có rất nhiều nghĩa ở trong phần này chúng ta hãy xem lại nghĩa của nó vậy mà thế mà vì nên hoặc là sau đó chúng ta nghe trong phần ví dụ này 언제부터 그랬어요? 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. Đến hôm qua vẫn bình thường vậy mà sáng nay đã không được rồi. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Đó là động từ đi với ta. Để giải thích phần ngữ pháp này, chúng ta xem. Động từ Dittorata thể hiện ý chí quyết tâm của người nói. Sử dụng khi nói chuyện và sắp xếp nghi thức bằng hình thức kết hợp với Hata vào với Torok. Vì sử dụng chủ yếu với Useo Ketsundita nên nhấn mạnh ý chí, mệnh lệnh. Ở ý nghĩa cơ bản, không dùng, không sử dụng Torok thì sự khác biệt về nghĩa không quá lớn. Chúng ta tiếp tục phần bài học tức là chúng ta thể hiện cái ý chí quyết tâm của mình thực hiện cái hành động này ví dụ như là chôn chaku kulgitoni <laughs> chononi à, vì là điện thoại thỉnh thoảng bị ngắt nên tôi đã tắt nguồn rồi paro 접수해 드린 드리도록 하겠습니다아또 이사야 냐 나이 개 잡아놔야 드리다 도록 하다 드리도록 하다 지금 부터 주도 없애 시작하도록 하겠습니다 보이다 buổi lễ tốt nghiệp sẽ được bắt đầu ngay bây giờ sẽ được bắt đầu từ bây giờ 사정이 있을 때는 미리 전화로 연락하도록 하세요. À, nếu mà có khi mà có việc riêng thì các bạn hãy liên lạc trước bằng điện thoại. 하루에 세번 약을 먹는 것은 잊지 안도록 하세요. Các bạn đừng quên là uống thuốc. Ừ, uống thuốc một ngày ba lần. Các bạn đừng quên cái việc uống thuốc một ngày ba lần. Thì tương tự như vậy, chúng ta không có tô kata thì cái nghĩa cũng không khác biệt gì lớn. Ví dụ như là chikumbu thơ si hoặc là 사정이 있을 때는 미리 전화로 연락하세요. 하루에 세번 약은 먹는 것은 잊지 않으세요. tiếp theo c h ú n 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼졌어요. 바로 접수해드리도록 하겠습니다. 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼졌어요. 바로 접수해드리도록 하겠습니다. 중단 다음은 마라키 이. 중단. 아, 마라기네. 정답은 네. 란다 웃기던. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 휴대폰이 고장 난것 같아요. 아, 그러세요. 어떻게 안되세요? 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 언제부터 그랬어요? 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안돼요. 혹시 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 아니요. 그런 적 없는데요. 네, 알겠습니다. 바로 접수해드리도록 하겠습니다. 어서오세요. 뭘 도와드릴까요? 휴대폰이 고장난 것 같아요. 아, 그러세요? 어떻게 안 되세요? 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요.

điện thoại thì liên tục bị tắt liên tục bị tắt và cũng tắt luôn cả nguồn điện rồi 언제부터 그랬어요? từ bao giờ bị như vậy? 어제까지 잘 되더니 hôm qua vẫn bình thường vẫn tốt thế mà 오늘 아침부터 ăn đều thế mà buổi sáng hôm nay là không được 혹시 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 그러나 혹시 아. 어 Ừ, xin hỏi có bị rơi vào có từng bị rơi vào nước hay là bị rơi xuống đất hay không? Quá nhiều cơn chốc ập nếu ập nên tiểu không có cái đã từng như vậy. D algesimita vâng tôi biết rồi. Paro chụp su he vâng tôi sẽ nhận ngay đấy ạ. 정답, 쟁의하던 그무 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 휴대폰이 고장난 것 같아요. 아, 그러세요? 어떻게 안 되세요? 아, 그러세요? 어떻게 안 되세요? 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 언제부터 그랬어요? 언제부터 그랬어요 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요.

바로, 접수해드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 바로 접수해드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 바로 접수해드리도록 하겠습니다. Bây giờ chúng t a sẽ đóng vai của hai người này. Đầu t i ê n chúng t a sẽ đóng, p top, 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 t o 어서오세요. 뭘 도와드릴까요? 어서오세요. 뭘 도와드릴까요? 아, 그러세요. 어떻게 안되세요? 아, 그러세요. 어떻게 안되세요? 언제부터 그랬어요? 혹시 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 네, 알겠습니다. 바로 접수해 드리도록 하겠습니다. bây giờ chúng ta, <coughs> bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của chị quân và tôi sẽ bật bài của phần bật, bật phần nói của Yujin chi chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. 아니요? 그런 적 없는데요. 아니요? 그런 적 없는데요.

언제부터 그랬어요? 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. 혹시 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 아니요. 그런 적 없는데요. 네, 알겠습니다. 바로 접수해드리도록 하겠습니다. 어서오세요. 뭘 도와드릴까요? 휴대폰이 고장난 것 같아요. 아, 그러세요? 어떻게 안 되세요? 전화가 자꾸 끊기더니 전원이 꺼져버렸어요. 언제부터 그랬어요? 어제까지 잘 되더니 오늘 아침부터 안 돼요. 혹시 떨어뜨리거나 물에 빠뜨리신 적이 있습니까? 아니요. 그런 적 없는데요. 네, 알겠습니다. 바로 접수해드리도록 하겠습니다.

며칠 전에도 고장 나서 수리 기사가 다녀갔는데 오늘 또안 돼요. 회의 자료 복사해야 되는데 큰일이에요. 어디 좀 봐요. 전원을 한번 껐다가 켜 볼까요? 아, 저 안쪽에 종이가 걸려 있네요. 네. 복사를 하면 종이가 자꾸 걸려요. 그럼 복사는 2층 사무실에 가서 해 오세요. 네, 알겠습니다. 그런데 내일도 복사할 게 많은데 큰 고장이면 어떻게 하죠? 내일 기사를 불러보고 고치기 힘들다고 하면 1층 사무실도 새 복사기로 바꾸자고 해야겠어요. 정말 해야 할 말은. 잘 듣고 질문에 답하세요. 과장님 사무실 복사기가 또 고장났어요. 며칠 전에도 고장나서 수리기사가 다녀갔는데 오늘 또안 돼요. 회의자료 복사해야 되는데 큰일이에요. 어디 좀 봐요. 전원을 한번 껐다가 켜볼까요? 아저 안쪽에 종이가 걸려 있네요. 네 복사를 하면 종이가 자꾸 걸려요. 그럼 복사는 2층 사무실에 가서 해오세요. 네, 알겠습니다. 그런데 내일도 복사할 게 많은데 큰 고장이면 어떻게 하죠? 내일 기사를 불러보고 고치기 힘들다고 하면 1층 사무실도 새 복사기로 바꾸자고 해야겠어요. 그 때, 그 분은 회사에서 사진을 찍고, 회 lỗi do mắc giấy, thì à, gọi qua Trang Niêm, qua Trang Niêm nói là bây giờ đi xuống à, xuống à, tầng 2 để photo tài liệu họp, còn à, bạn nữ bảo ngày mai cũng có nhiều cái phụ cái cần phải sao chép, thì à, ông qua trang này ông bảo là để ngày mai gọi thợ, nếu mà hỏng quá lớn thì à, sẽ yêu cầu đổi máy, dưới văn phòng cũng đã nói như vậy rồi và chúng ta sẽ uh, xem Bokusagi Bokusagi nên cho nê tô cô trang nghi nan cho kỳ tà thì uh, lần trước đã gọi thợ rồi lần này lại tiếp tục mắc giấy chúng ta sang phần uh, nghe số 2 là in Trưng sa mu xin Bokusagi nên bế chín -nê -sang uh, mấy uh, ngày trước đã mua một máy photo không phải ạ H chim mà chaga hamaga côăng đặt tả cái này là bởi vì photo liên tục cho nên hỏng máy không phải như vậy chúng ta chọn số 1 và số 2 từ này ông nhân me me các bạn hãy ghi lại cái nội dung nghe được

phương pháp là nếu mà không sửa được thì là mua máy mới đầu tiên chúng ta là có là gọi thợ đó tiếp theo chúng ta sang phần tức kỳ y tức kỳ y, trong phần này chúng ta có chán tức cô chim vô tập nghe và trả lời câu hỏi số 1 theo hà nên tu sà tu sarami ra mi cái đoạn hội thoại này diễn ra giữa hai người là như thế nào đầu tiên sang tam trị quân qua cổ kẹc. đây là những nhân viên tư vấn và khách hàng tiếp theo số 2 là cô kẹt qua suri khách và thợ sửa chữa số 3 suri kiza sang tam trị quân là giữa thợ sửa chữa và nhân viên tư vấn và tiếp theo số 2 từ dân nê yong ân mê các bạn hãy ghi 똥딱기 노이즈와 가방에 둬. 똥는 고장난 물건. 문제점해결 방법. 아래, 나 거사노. 중단이야. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요, 고객님. 수리기사입니다. 컴퓨터 수리 신청하셨지요? 네, 맞아요. 어디가 어떻게 고장났는지 자세히 말씀해 주세요. 며칠 전부터 컴퓨터에서 이상한 소리가 나더니 오늘은 갑자기 컴퓨터가 안 돼요. 아, 그렇습니까? 혹시 오랫동안 컴퓨터를 켜두셨나요? 아니요. 이상한 소리가 나서 잠깐씩만 사용했는데 오늘은 전원이 안 켜지네요. 알겠습니다. 언제쯤 방문하면 좋을까요? 좀 빨리 와주시면 좋겠어요. 내일 중요한 발표가 있어서 오늘 컴퓨터를 꼭 써야 하거든요. 그럼 오늘 오후 2시쯤 가겠습니다. 주소 좀 말씀해 주세요. 서울시 관악구 관악일로 행복아파트 101동 304호예요. 네, 그럼 이따 뵙겠습니다. nội dung đoạn văn đó là cuộc nói chuyện giữa cô kết khách hàng và Surikisa và người sửa chữa và bạn này bạn ấy người sửa chữa nói là uh, những cái lỗi là lỗi gì lỗi thì là do là uh, có một tiếng động lạ có tiếng động lạ sau đó tắt máy không dùng được nữa và bạn này bạn ấy ngày mai có bài phát biểu quan trọng cho nên là ngày hôm nay phải sử dụng máy tính và hai người hẹn nhau là đúng 2 giờ và bạn nữ bạn đọc địa điểm cho người thợ máy đến để sửa và người thợ máy hẹn 2 giờ sẽ đến chúng ta nghe lại một lần nữa lỗi ở đây là vun chê chôm không cá ăn kia tức là không bật được chính xác là có một cái tiếng gì đó hay kiên bàn bớp suri kisa puruta suri kisa puruta chúng ta 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요, 고객님. 수리기사입니다. 컴퓨터 수리 신청하셨지요? 네, 맞아요. 어디가 어떻게 고장났는지 자세히 말씀해 주세요. 며칠 전부터 컴퓨터에서 이상한 소리가 나더니 오늘은 갑자기 컴퓨터가 안 돼요. 아, 그렇습니까? 혹시 오랫동안 컴퓨터를 켜두셨나요? 아니요. 이상한 소리가 나서 잠깐씩만 사용했는데 오늘은 전원이 안 켜지네요. 알겠습니다. 언제쯤 방문하면 좋을까요? 좀 빨리 와주시면 좋겠어요. 내일 중요한 발표가 있어서 오늘 컴퓨터를 꼭 써야 하거든요. 그럼 오늘 오후 2시쯤 가겠습니다. 주소 좀 말씀해 주세요. 서울시 관악구 관악길로 행복아파트 101동 304호예요. 네. 그럼 이따 뵙겠습니다. 중간 자산분 첫째 tiếp theo là phần ích kỳ cố chăng y anime là những cái lỗi như thế này thì không phải là máy hỏng đâu nhá sẽ tắt kia muốn chia gì ở máy giặt bạn có bao giờ gặp những vấn đề như thế này không xử lý sinh thuế nhìn lọc hạ cho hoặc in hết Trước khi mà gọi trung tâm sửa chữa thì các bạn những cái nội dung bên dưới các bạn kiểm tra giúp tôi. Kiểm tra xem. Số 1. 시작 버튼은 누르는데 nuruneunde setaki setaki 않습니다 À máy giặt thì bấm cái nút khởi động mà máy không chạy. Kiểm tra sang hoang, hoặc in sang hoang tức là sau khi kiểm tra. Buri yeolle it ánsâm lịch nước chưa mở phải không ạ thì phương pháp hay he Hall việc sẽ phải làm đó là bur đây là cửa chưa đóng phải không ạ ta đầu tiên số 1 cần phải đóng lại cái cửa máy giặt số 2 세탁기 물이 세탁기 물이 안 열립니다. 그 의자트를 못 mở được. 세탁기에 물이 너무 많지 않습니까? 세탁기 là bên trong bên trong máy giặt ấy thì nước có quá nhiều. thì câu này sẽ xử lý như thế nào? 물을 빼고 물은 여세요. đầu tiên là chúng ta sẽ xả nước và sau đó chúng ta sẽ mở được cửa. Komomi nó mu mani sen senkimita là cái bong bóng xà phòng nó sẽ xuất hiện nhiều. Cjren mu mani cho tình huống à, kiểm tra xong kiểm tra thì kiểm tra bằng cái là bạn có phải bạn cho quá nhiều bột giặt không? Và tình huống xử lý, chúng ta xử lý bằng số 4 đó là Sejirun mani no Chúng ta cho, đừng cho nhiều bột giặt Tình huống số 4 Buri an dao da, dao mi Không, nước không ra Thì kiểm tra, chúng ta nên kiểm tra cái gì? Suto kuk chi ga trong khi ấy, chị án xâm cái su tô là cái nước văn nước không phải là đang khóa chứ thì sẽ xử lý bằng số 2 là suto tô cúc chi rớt thư là Turloi chuseyo. Turloi chuseyo. Đó, mở văn nước cho tôi số 4 số 5 thật su hạt tê thật su xe tê 세탁기가 심하게 흔듭니다. 탈수할 때 세탁기가 심하게 흘른 흘든 띕니다. 흔들립니다. 또이라 khi mà vắt thì cái máy giặt dùng lắc mạnh thì chúng ta thử kiểm tra xem Palega Soro ống kia energy cái đồ giặt ấy không phải là bị xoắn vào nhau chứ thì cách giải quyết đó là paler chalpyo tham than sua đấy những cái máy giặt nó để cái đồ giặt nó duỗi thẳng nó duỗi ra nó không dính vào nhau nó không xoắn vào nhau nữa thì lúc đó thì hãy vắt tiếp theo số 6 세탁기에서 계속 이상한 소리가 들립니다. 그리가 들립니다. 매일 낮에, 연속으로는, 그런 소리가 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 니다 매일 낮에, 리가 들립니다. 니다 ở máy giặt ấy không phải là mắc cái ghim hay là đồng xu chứ và phương pháp xử lý đó là clear in the gun corner gỡ cái đồ vật đó ra và vệ sinh lại máy giặt thì đấy là những cái mà chúng ta có thể xử lý được khi mà chúng ta sử dụng máy giặt có những lỗi có những vấn đề nhưng mà đây không phải là hỏng 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 hóc thì chúng ta vẫn có thể xử lý được ngay. Đây là phần ít ki Chúng ta tiếp tục phần muôn hoa san chec Ở đây chúng ta có Sone Tehan Quan Yung Puyen. Đây là cái biểu hiện, quán ngữ biểu hiện về cái son tay. Sone Puta. Đó là Kinchami Abdurok cha me man chi Peter đây là uh, chăm sóc và điều chỉnh thật tốt để không có bất kỳ một khuyết điểm nào son nên métà son sân giấc tô bố đây là uh, đánh nhẹ bằng tay nhưng uh, rất đau 일한, 일하는 것이 빈틈 없고 매우 Đó là khi làm việc, ấy, những cái công việc mà làm ấy, thì rất là chặt chẽ và đầy đủ. Sony Kuda, Sumsumika, Phu Kuda, tấm lòng rộng rãi. tấm lòng con người có tấm lòng rộng rãi.

từ bỏ hoặc là uh, dừng công việc ở đây. Son pari matta hamge ilhal te sengakina ikeni chan matenda tức là cùng uh, khi mà làm việc cùng nhau thì suy nghĩ và cái ý kiến đều rất là hợp. Paris pari matta chúng ta xong phần tiếp theo parum âm trong phần này chúng ta có là video thì chúng ta có những từ như là center rồi internet rồi person rồi gì ạ workshop workshop thì chúng ta hoặc là đây ạ news supermarket news person seminar đấy là toàn bộ những từ mà mượn tiếng anh từ video và chúng ta sẽ nghe phần sẽ xem phần quy tắc này phát chim nên những cái phát chim này Đó, thì sẽ được phát âm căng khi những phát chim này thì bán chim đi đây là quy tắc và chúng ta sẽ đọc sẽ nghe phần phát âm này 들어보세요. 1. 수리센터에 한번 가지고 가봐. 2. 내가 인터넷으로 알아봐 줄게. <목소리> 들어보세요. 1. 수리센터에 한번 가지고 가봐. 2. 내가 인터넷으로 알아봐 줄게. 보세요 1. 수리센터에 한번 가지고 가봐. 2. 내가 인터넷으로 알아봐 줄게. Đấy, chúng ta xem hai quy tắc quy tắc số 1 đó là đối với những cái uh, từ mượn thì chúng ta đều phát âm bằng hai âm tiết tuy viết bằng một nhưng chúng ta phát âm thành âm căng đối với những cái âm tiết mà Um, có âm căng. Thứ hai, những cái patch chim thì chúng ta chỉ sử dụng được patch chim đúng như những patch chim này thôi ạ. À. C, R, M, P, S, N. Sử dụng những patch chim được sử dụng trong những cái âm uh, uh này, âm um mượn này. Vậy đây, hãy nghe và đọc 이 초콜릿을 어디에서 샀어요? 버스 정류장 앞에 있는 슈퍼마켓에서 샀어요. 2. 어제 9시 뉴스 봤어요? 아니요. 세미나 발표 준비하느라고 못 봤어요. 3. 새로 생긴 재즈 카페에 같이 가볼래요? 좋아요. 커피 두 잔을 주문하면 도넛을 서비스로 준대요. 외래어에 밑줄을 긋고 읽어 보세요. 1. 이 초콜릿을 어디에서 샀어요? 버스 정류장 앞에 있는 슈퍼마켓에서 샀어요. 2. 어제 아홉시 뉴스 봤어요? 아니요. 세미나 발표 준비하느라고 못 봤어요. 3. 새로 생긴 재즈 카페에 같이 가 볼래요? 좋아요. 커피 두 잔을 주문하면 도넛을 서비스로 준대요. 수고하셨습니다. Các bạn đã rất là vất vả khi học bài này. Ờ chúng ta kết thúc bài đây. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ.